Thưa quý khán giả, những ngày gần đây, một số tỉnh ở Nam Bộ có sương mù nhẹ vào sáng sớm, không khí lạnh cũng xuất hiện. Theo các chuyên gia, nhiệt độ thấp nhất xuống đến 20 độ và có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Dự báo tuần giữa tháng 12, không khí lạnh hoạt động mạnh, tăng cường sâu xuống phía Nam và tiếp tục khuếch tán dần xuống khu vực này. Gió mùa Đông Bắc trên khu vực Nam Bộ hoạt động phổ biến với cường độ trung bình đến mạnh. Thời tiết khu vực ít mưa, ngày nắng. Có những đợt giảm nhiệt thấp nhất xuống đến 20 độ ở khu vực Đông Nam Bộ. Nhiệt độ xuống thấp khiến cơ thể chúng ta phải đối mặt với những vấn đề về sức khỏe, sức đề kháng cơ thể yếu hơn, nguy cơ nhiễm bệnh cao hơn. Người dân cần tăng cường vận động thể chất, ăn uống đủ chất. Mức nhiệt giảm là điều kiện dịch bệnh có thể phát sinh gây ảnh hưởng đến các vườn xoài Tết. Trong đó, xoài cát Hòa Lộc được trồng phổ biến và tiêu thụ mạnh những ngày xuân. Để xoài kịp bán vào vụ Tết, nhà vườn xử lý xoài ra qua từ tháng 8 âm lịch. Năm nay do tình hình thời tiết diễn biến thất thường, khó khăn trong việc xử lý xoài nên tỷ lệ đậu trái thấp. Nhà vườn dự kiến thu hoạch dứt điểm khoảng 25 tháng chạp. Quá trình xử lý ra qua đến trái chín mất khoảng 4 tháng. Thời điểm này đang là giai đoạn quyết định đến mẫu mã và chất lượng trái. Nếu không có kỹ thuật chăm sóc tốt, cây thiếu nước, thiếu chất dinh dưỡng sẽ giảm năng suất. Bà con có thể tham khảo các cách sau. Sau khoảng 30 đến 40 ngày đậu trái non, xoài có tốc độ lớn rất nhanh. Nhà vườn cần tăng cường cung cấp dinh dưỡng cho vườn bằng việc bón phân. Bà con nên lựa chọn dòng phân bón hữu cơ vi sinh, bởi dòng phân bón này vừa cung cấp đủ dinh dưỡng cho cây, vừa có tác dụng cải tạo đất, tạo môi trường thuận lợi cho cây trồng phát triển tự nhiên. Cần tưới nước ngay sau khi bón phân để giúp phân thấm vào gốc, cứ cách 3-4 ngày tưới một lần. Thường xuyên vệ sinh vườn, tỉa bỏ những cành lá bị sâu bệnh, cằn cỗi, giúp tạo thông thoáng cho vườn, hạn chế sâu bệnh hại. Bệnh tháng thư và xì mũ trái là nỗi lo của nhà vườn giai đoạn xoài nuôi trái. Giải pháp phòng ngừa những bệnh này có trong bản tin thời tiết nông vụ ngày mai. Kính mời quý khán giả theo dõi. Còn bây giờ xin nói lời chào tạm biệt.